Xin chào cả nhà nha và toàn thể anh em chim đêm. Bữa nay đi ra quýnh bưng sen bữa anh em ơi. Đây anh em thấy bãi phê chưa? Cái bãi này là sen, đây là từ đây, từ cái bãi trước này nha mọi người. Bãi trước này qua bên đó, qua bên kia, rồi với bên sau lưng mình nữa. Trong khu bên đó là có lùng sen bản nữa, gà đang kêu luôn nha mọi người. Thì bữa nay mình đi qua đây là chủ yếu quýnh con chích, nhất là con chích, và thứ hai là con le le nha mọi người, con le nông á. Thì hôm gà mình cũng có nghe đây có le le nó xuống đây nó ăn á, vào buổi tối tầm 7-8 giờ vậy đó là le le nó về. Không biết bữa nay thì tình hình nó có xuống đây hay không. Thì bây giờ thì cũng máy lo lưới lên sẵn sàng, ok, chuẩn bị chơi nha anh em. Thì bữa nay đi thì gồm có 3 người, tay lưới bên kia thì anh hai phụ trách, một tay đó mình lên nha. Còn đây, còn đây là mình với anh ba đang sửa chỗ để mà gáp máy để chút xíu quýnh đầu tiên, quýnh con gà chút xíu, tại vì nó có kêu đó con nha mọi người. Anh ba chào cả nhà mình cái. Chào nhà mình nhé. Trời, tiếng dịch kìa, le le kẹp dịch nha mọi người. Đấy, cái tay này là để quấn le le, tại vì thường thường nó xuống cái bãi này nó nhiều hơn nè. Đó, người chích thì mình quấn cái bãi này, cái lo chích thì mình quấn ở đây. Quấn ở đây là mình để mình hứng nó từ trên gió đó xuống nha mọi người. Trên đó xuống rồi mình bắt dưới này, bắt dưới này thì nó đảo. Thứ nhất là nếu mà đảo trước mặt lưới thì nó đâm lưới này nha, đâm lưới của anh hai. Còn nếu mà nó dìa luôn lưới này là mình dứt lưới này, ok chưa? Đấy mọi người, bây giờ thì mình qua đây mình sửa cái sào này cho nó ngay một chút xíu. Hiện tại là đang bắt tiếng le le với lại tiếng dịch, hai con kẹp dạt quá trời mọi người. Cái bãi này anh em nào biết quýnh dạt ra đây quýnh dạt rất thê luôn đó, đó kìa, dạt đặc biệt dạt bự không đấy chứ anh em. Thế anh em thấy không, cặp dạt này quá trời rồi, cặp này chắc cỡ ký mấy, tại vì nó cặp kế bên đó nó có cái chùm lá khoảng tầm 20 công, khoảng tầm mười mấy 20 công nha mọi người. Thì dạt với cò thì nó thường nó sẽ về đây, sáng thì dạt nó về đây, còn cò thì chiều nó về đây thì con dạt đi ăn. Ở đây lúc trước mình đi vô cái chùm lá đó là nó bay dữ lắm, dạt với cò bay dữ lắm nha anh em. Ok, cái lưới mình này tạm ok rồi. Bây giờ thì đợi tối chút xíu mình bắt con gà này luôn nha anh em. Thì mời cả nhà và toàn thể anh em thợ chim cùng đón theo dõi và trải nghiệm đêm hôm nay. Đêm mà đặc biệt quýnh cái bưng sen, quýnh le le nâu và quýnh chích ré. Thì đêm nay là quyết tâm quýnh dù sao là phải quýnh tới sáng nha mọi người. Quýnh tới sáng thì thành quả như thế nào đó thì mời cả nhà mình và toàn thể anh em cùng theo dõi. Anh em ơi, cuối cùng em nó cũng về đội. Con gì đây anh em? Dữ lắm, chịu gì anh em ơi? Rà trống anh em ơi. Lâu lắm mới có cảm giác này anh em, nó phê. Phê chưa anh em, phê chưa? Để mình gửi chim nha anh em rồi quay gõ nét cho anh em xem nha. Đây anh em, con gì đây anh em? Con gì đấy anh em? Cuối cùng nó cũng gì anh em ơi. Mà chiều nó kêu rồi, nó kêu bên kia mình thổi đêm nó hôm qua. Đây gần sáng nó cũng về nha anh em. Phê nha anh em. Với lại được thêm hai con chích nha anh em, chút xíu quay nha. Tại vì hôm dính lưới của anh hai không có quay. Giờ bỏ trong túi hai con chích với mấy con cò.
Con gì vậy? Con gì vậy? Lấy cái túi bên kia lại. Thế lấy túi chích lại quay luôn. Gỗn lên trời. Ăn xì. Lưới chích lên đó đó. Cái lưới đựng chim luôn á. Mở đi. Mở đi bỏ vô. Ủa cái hai con chích đâu? Hai con chích đâu? Hả? Cái đó túi cò. Lấy túi chích á. Sử dụng gì nha anh em? Thế bỏ chung cò hả? Chút xíu đưa cái túi chích quay lại một chút. Rồi mồng nữa nè. Quá cao. Đen xì. Đưa cái lưới kia quay cho nhà coi coi. Lưới anh hai con gì đâm á, anh hai đâu có ở đây đâu. Nãy con gì nghe gương gương rồi. Con gì đâm nãy rồi. Ông lội ngay đó đó, ông lội đường đó đó. Ông đuổi mấy con chích đứng trước lưới đó. Đâm rồi vậy. Con quay con này quên luôn. Đây nè, để hai con chích. Đâm hôm đứa anh hai nè. Con móc con mộng. Giờ mới dính được con gà. Với cái lưới này chiều dính được mấy con cò. Ok anh em. Sáng anh em ơi. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha anh em. Chúc đại gia đình mình có nhiều sức khỏe nha. Tràn đầy niềm vui. Thế anh em thì cái bãi. Hả? Nị muối, nó nụng muối. Ơi nó lì thằng pía. Thì đấy anh em. Quýnh rồi nhưng mà con chích này nó chưa chịu đi anh em ơi. Con chích di cư thì nó cũng không có gì à. Không có đi ngang, chỉ quýnh được con chích vòng vòng đây thôi. Vòng vòng đây nó không biết có bao nhiêu con nhưng mà quýnh được có hai con thôi anh em. Nó bốn con nhưng mà do là chiều nó đâm mấy cái gốc cò. Cò bay lên rền lên bờ luôn anh em. Nhóc chứ anh em thì sáng rồi dính được thêm hai cò lửa, một con cò lép. Cái đồng êm vậy đó anh em, kìa con cò nè, nó đảo đảo trên mấy nhánh cây. Cái này mà mình tội chứ dính nhóc luôn nè. Thì cái bãi đẹp gì luôn đó anh em mà xém móm. Thì cũng may là sáng gỡ được con gà cột, con gà trống nha. Với tối anh hai được hai con chích. Còn hồi hôm thì giấc chiều mình mở sớm quá, con chích nó đâm ngay cái gốc lưới. Góc đó đâm nó không dính anh em, đâm mình chạy đi cái không kịp. Nên là nó bị gió nó thổi ngược gì á. Thì thành quả bữa nay là được đâu 6-7 cò với con gà trống với hai con chích nha mọi người. Còn đây là chỉ mọi người quýnh mấy con chích mà hay leo mọi người. Ai mà quýnh kinh tế ngồi canh á, mọi người làm mà cột cái rò rẽ với cái chai nước vậy nè, rồi gắn chuông, rồi ngồi đây canh trong mùng. Hễ mà nghe chuông là mình giật luôn em. Đây mình giật kiểu này luôn đó nè, thấy không? Nếu mình giật kiểu này khả năng con chim nó, cái tùng nó sẽ dồn nhiều đi, là con chim nó ở trong túi luôn em. Cứ vậy mình giật thôi, cứ vậy mình giật. Như con gà hồi sáng mình cũng giật gì đó, xong nó gối dính trong lưới luôn em. Ok, chim đem về giờ thì người qua rước nha mọi người. Giờ thì dọn dẹp đi về thôi nha.
hẹn cả nhà mình những video tiếp theo. Mưa gió tối trời con chích nó đi hơi yếu lại, chắc tạm ngưng mấy bữa nha cả nhà. Để khi nào canh canh con chim đi mạnh thì sẽ quay cả nhà mình xem. Con cò nè, nãy mình để giăng lưới lên là dính nè. Mình hạ lưới xuống giờ đi hút luôn. Chán thiệt. Bay kìa, bảo không con bay.